Bằng Châu cùng với Quang Nhật kính chào quý vị đã đến với bản tin trong ngày của đài CBN trên băng tần 18.14 và sau đây là những tin chính trong ngày. Ít nhất 23 người tử vong trong vụ đốt cháy quán bar ở Mexico. Thủ tướng Anh phủ nhận tin ngăn chặn Quốc hội phản đối Brexit. Pháp đề xuất phó thống đốc ngân hàng làm ủy viên EU. Bộ trưởng Tư pháp William Barr đặt tiệc riêng tại khách sạn Trump. Kính thưa quý vị, và sau đây xin mời quý vị đến với phần tin thế giới, mở đầu với Bằng Châu. Kính thưa quý vị, có ít nhất 23 người tử vong trong vụ đốt cháy quán bar ở Mexico. Ít nhất 23 người chết trong một vụ cháy quán bar ở cảng phía đông nam Mexico của Coatzacoalcos vào cuối ngày thứ Ba 27 tháng 8 bị nghi ngờ là do cố ý tấn công. Chính quyền cho biết trong những gì dường như là một trong những hành vi bạo lực hình sự nghiêm trọng nhất của chính phủ hiện tại. Báo chí địa phương đưa tin, 8 phụ nữ đã chết cùng với 15 nạn nhân, người đàn ông sau vụ hỏa hoạn tại quán bar có tên là Caballo Blanco. Trích theo một tuyên bố của văn phòng tổng trưởng lý bang Veracruz, 13 người khác bị thương nặng và đang được điều trị tại bệnh viện. Văn phòng tổng trưởng lý đã lên án những gì họ nói có thể là một cuộc tấn công có chủ ý, trong khi cảnh sát tiểu bang đã đưa ra một tuyên bố trên Twitter nói rằng họ đang truy lùng những kẻ tấn công bị nghi ngờ. Thống đốc tiểu bang Veracruz, Huitahuac Garcia cho rằng vụ hỏa hoạn có thể là kết quả của một cuộc tranh chấp giữa các băng đảng. Một số phương tiện truyền thông Mexico cho biết các tay súng đã nổ súng vào quán bar trước khi đốt nó bằng cocktail Molotov. Và một bản tin tiếp theo cho biết Thủ tướng Anh phủ nhận tin ngăn chặn Quốc hội phản đối Brexit. Thủ tướng Anh ông Boris Johnson cho biết hôm thứ Tư 28 tháng 8, ông sẽ lên lịch bài phát biểu của Nữ hoàng vào ngày 14 tháng 10 để đưa ra luật mới và ông phủ nhận rằng ông đang tìm cách ngăn Quốc hội phản đối kế hoạch Brexit của mình. Khi được hỏi về những lời chỉ trích từ các thành viên của Quốc hội rằng họ đã không được phép có thời gian để tranh luận và bỏ phiếu về Brexit, Johnson nói rằng cáo buộc đó là hoàn toàn sai sự thực. Ông nhấn mạnh rằng đảng của ông sẽ đưa ra một chương trình lập pháp mới và sẽ có nhiều thời gian cho cả hai bên của hội nghị thượng đỉnh quan trọng ngày 17 tháng 10. Xin nhắc lại, vào ngày 17 tháng 10, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu sẽ gặp gỡ và tranh luận về EU để tranh luận về Brexit và tất cả các vấn đề khác. Trong khi đó, Pháp đề xuất Phó Thống đốc Ngân hàng làm ủy viên khối EU. Pháp đã đề xuất bà Sylvie Goulard, Phó Thống đốc Ngân hàng Pháp và là một nhà lập pháp châu Âu, làm ứng cử viên cho ủy viên Liên minh châu Âu. Một nguồn tin ngoại giao của Pháp đã nói với Reuters vào hôm thứ Tư 28 tháng 8. Hành động này đi kèm với việc chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron đang tìm cách giành một danh mục đầu tư hàng đầu như thương mại hoặc khí hậu. Goulard, một người nói được tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Ý thông thạo, có kiến thức mạnh về châu Âu. Bà là thành viên của một nhóm pháp lý của Bộ Ngoại giao Pháp, từng làm việc cho việc thống nhất nước Đức vào năm 1989 và sau đó làm cố vấn chính trị của cựu chủ tịch Ủy ban châu Âu Romano Prodi. Ông Macron đã chọn bà Goulard làm Bộ trưởng Quốc phòng sau chiến thắng bầu cử vào năm 2017. Tuy nhiên, bà đã từ chức chỉ một tháng sau khi một cuộc điều tra được mở ra theo cách mà đảng chính trị của cô, Moram, thuê trợ lý nghị viện trong Quốc hội châu Âu. Cuộc điều tra vẫn tiếp tục nhưng bà Goulard không phải là trọng tâm chính và bà không phải chịu sự điều tra chính thức. Và tin quan chức Liên Hợp Quốc hỗ trợ tị nạn bị điều tra sai trái nội bộ. Người đứng đầu một cơ quan của Liên Hợp Quốc hỗ trợ người tị nạn Palestine đang bị điều tra về hành vi trái nội bộ. Cơ quan này cho biết vào thứ Ba 27 tháng 8, họ vẫn cần 150 triệu Mỹ Kim tiền quyên góp để duy trì hoạt động cho đến cuối năm nay. Pierre Brandhambourg, tổng ủy viên của Cơ quan Cứu trợ và Công trình Liên Hợp Quốc gọi tắt là UNRWA, cho biết cơ quan này đã có một khởi đầu tốt hơn vào năm 2019 mặc dù đã cắt giảm 360 triệu Mỹ Kim, khoản đóng góp lớn nhất của UNRWA, phát biểu tại Gaza. Brandhambourg cho biết
đóng góp từ các quốc gia khác để giúp vượt qua những thách thức gây ra bởi các quyết định chính trị hóa chống lại các dịch vụ nhân đạo. Grant Hamble cho biết Thụy Sĩ, Hà Lan và Mỹ đã đình chỉ đóng góp của họ cho tổ chức trong khi cuộc điều tra của Hoa Kỳ đang được tiến hành. Xin nhắc lại, UNRWA cung cấp dịch vụ cho khoảng 5 triệu người tị nạn Palestine ở Jordan, Lebanon, Syria và bờ Tây Gaza, hầu hết là hậu duệ của khoảng 700.000 người Palestine bị đuổi ra khỏi nhà hoặc chạy trốn chiến đấu trong cuộc chiến năm 1948 dẫn đến sự sáng lập của Israel. Ngoại trưởng Iran viếng thăm Nhật Bản. Iran không tìm cách gia tăng mối căng thẳng, nhưng mọi quốc gia sẽ có thể được hưởng các quyền của mình theo luật pháp quốc tế. Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif đã nói trong chuyến viếng thăm Nhật Bản vào hôm thứ Tư, 28 tháng 8. Phát biểu đưa ra liên quan tới việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã rút Hoa Kỳ ra khỏi một thỏa thuận quốc tế nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran vào năm 2015. Tổng thống Trump cho biết vào hôm thứ Hai, 26 tháng 8, ông sẽ gặp Tổng thống Iran trong hoàn cảnh phù hợp để chấm dứt cuộc đối đầu về thỏa thuận hạt nhân và các cuộc đàm phán đang được tiến hành để xem xét các quốc gia có thể mở các dòng tín dụng như thế nào nhằm giữ cho nền kinh tế của Iran phát triển. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã loại trừ khả năng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế mà Iran phải hứng chịu. Hôm thứ Ba, 27 tháng 8, Tổng thống Hassan Rouhani cho biết Iran sẽ không nói chuyện với Hoa Kỳ cho đến khi tất cả các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ. Nhật Bản là đồng minh châu Á gần nhất của Washington. Tuy nhiên, trong lịch sử thì Nhật Bản lại có mối quan hệ thân thiện với Iran. Và tin người Ý kỳ vọng sớm có liên minh chính phủ mới. Người dân ở Rome vào thứ Tư, 28 tháng 8 đã hy vọng rằng Đảng Dân Chủ và phong trào năm sau sẽ có thể đạt một thỏa thuận thành lập một chính phủ mới sau khi liên minh trước đó giữa năm sau và đảng liên minh cực hữu sụp đổ vào tuần trước. Tin cho biết các cuộc đàm phán căng thẳng nhằm thành lập một chính phủ mới của Ý có chút tiến triển lên phía trước khi hai đảng chính trị lớn đang đấu tranh để xóa đi nhiều năm thù địch và tránh các cuộc bầu cử bất ngờ. Các cuộc đàm phán vẫn còn căng thẳng và đã có nguy cơ sụp đổ về việc đề cử thủ tướng, nhưng đảng Dân Chủ PD hôm thứ Tư đã xác nhận rằng họ gỡ bỏ sự phản đối của mình đối với thủ tướng Recep Conte, ban lãnh đạo của PD cũng bảo đảm sự ủng hộ của ban điều hành đảng để củng cố liên minh với năm sau. Tuy nhiên, cả hai bên vẫn chưa đồng ý về các bài đăng chính phủ hàng đầu khác hoặc tiết lộ chương trình nghị sự chính sách chung. Một bản tin từ châu Á đánh địa cho biết Nam Hàn nói rằng họ thất vọng vì các hành động của Nhật Bản. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia của Nam Hàn Kim Yong-chong cho biết vào hôm thứ Tư, 28 tháng 8 rằng chính phủ vô cùng thất vọng về quyết định của Nhật Bản qua việc loại bỏ tình trạng xuất cảng nhanh chóng cho Nam Hàn. Nam Hàn sẽ sẵn sàng xem xét lại quyết định chấm dứt hiệp ước chia sẻ thông tin tình báo nếu Tokyo sửa chữa cái mà nó gọi các biện pháp bất công đối với Nam Hàn, ông Kim đã nói trong một cuộc họp báo. Được biết, Nhật Bản đã loại bỏ Nam Hàn ra khỏi một danh sách trắng các đối tác thương mại được ưa chuộng trong tháng này. Điều này có nghĩa là sẽ yêu cầu có nhiều giấy tờ và kiểm tra tại chỗ cho một số nhà xuất cảng Nhật Bản và có khả năng gây tắc nghẽn cung cấp hàng hóa. Hành động này có hiệu lực vào ngày thứ Tư đã khiến cho Nam Hàn từ bỏ Nhật Bản ra khỏi danh sách thương mại ưa thích và hủy bỏ thỏa thuận chia sẻ thông tin, tình báo. Xin quý vị tiếp tục giữ băng tần 18.14 của đài CBN. Băng châu và quân Nhật sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ sau những thông tin thương mại đã bảo trợ cho đài.